này mua quà biếu sếp ở đâu? Tết này phải chọn quà gì mà để vừa tinh tế, khéo léo và phù hợp với vị thế của sếp, nhưng ngoài ra là phải phù hợp với kinh phí của mình nữa. Hãy chọn cho Thanh Trang ngay 6 chai combo 68 Dragon đến từ Nam Úc. Phiên bản đồng vàng trên nền đen sang trọng, đầy mạnh mẽ, dành riêng cho năm Giáp Thìn như là một lời chúc thịnh vượng và thành công đến cho cấp trên của mình. Rồng còn là linh thú đứng đầu trong tứ linh, Long, Lân, Quy, Phụng. Biểu tượng con rồng bay cao tượng trưng cho tăng quan tiến chức, uy nghiêm, quyền lực, mang lại vận khí cho người nhận nó. Xét 6 chai được đựng trong hộp cổ song long cứng cáp, chốt gài chắc chắn, đặc biệt còn khắc laser thương hiệu cả hai mặt hộp một cách chỉnh chu và sắc nét. Và đây, phần trông đợi nhất, cả set quà này giá thị trường hiện tại là 6.800.000, nhưng duy nhất tại Daily Quay, bạn sẽ nhận được chiết khấu cao nhất thị trường. Cả bộ gồm 6 chai kèm hộp gỗ sang trọng và tinh tế như thế này. Còn nếu như bạn đang có nhu cầu tặng quà cho doanh nghiệp nè, đối tác thì sản phẩm hộp sơn mài đơn cao cấp này sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Gồm cả hộp như thế này, ít nhưng mà chưa có chiết khấu đâu nha. Và nếu mà các bạn có nhiều thắc mắc hơn về phần quà này á, thì clip sau thì Trang sẽ nói rõ hơn nhé.